Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha ban cho các con một đấng phù trợ khác. Ngài ở cùng các con muôn đời. Alleluia. Nhờ việc Đức Kitô phục sinh cho ta sự sống đời đời, xin đổ xuống lòng chúng con lương thực sinh ơn cứu độ. Chúa nói nếu các con yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha ban cho các con một đấng phù trợ khác. Ngài ở cùng các con muôn đời. Alleluia. Đời đời chúng con xin ngợi ca, cảm tạ việc Chúa sống lại. Xin tạo tác đời chúng con trái tim yêu thương tình thương. Sẽ giữ lời Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha ban cho các con một đấng phù trợ khác. Ngài ở cùng các con muôn đời. Alleluia. Một đời sống đức tin chẳng phai, tin yêu việc Chúa sống lại. Lương thực đón nhận hôm nay chứng minh máu thánh của Ngài. Chúa nói nếu các con yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha ban cho các con một đấng phù trợ khác. Ngài ở cùng các con